Xin chào toàn thể cô chú anh chị đang đón xem video của Nam. Hôm nay thì Nam sẽ chia sẻ tới cô chú anh chị về cái quy trình mà làm những cái bộ cung thư cô đối. Ở đây thì đang lắp hai cái bộ cung thư cô đối có đỏ. Thì chia sẻ với các bác là đối với cung thư cô đối có đỏ đây thì có những hàng 4 phân, hàng 5 phân, hàng 6 phân, có những hàng liền khối như hàng 8 đến 10 phân cũng có các bác nhá. Thì ở đây đang van những cái bộ cung thư hàng ghép 3. Và đây ghép 3. Ở đây ghép 3 này các bác nhìn giúp Nam này. Đấy, ghép 3. Và sử dụng keo ở đây là cái loại keo AB, keo 2 thành phần. Và đấy có đỏ Nam Phi. Một trong những cái dòng gỗ mà phải nói là độ ổn định hiện tại rất là cao. Và còn như đây là hàng ghép đôi. Đây. Các bác để giúp Nam. Thì đối với những cái hàng này thì hàng thân này, hàng thân cũng là thuộc dạng hàng không to. Còn tai này là hàng tai rời các bác nhá. Tai rời đấy. Không phải liền mà thân đâu thì giá thành nó sẽ rẻ hơn một chút. Còn nếu mà các bác thích đặt hàng những cái hàng tai mà hàng tai dày dặn hơn thì các bác có thể là cái đấy thì giá thành nó sẽ cao hơn một chút đấy các bác ạ. Đấy, và chia sẻ với các bác luôn là trên tay Nam đang cầm một cái dù đục và cái đục thì Nam sẽ đục ca cái phần rác cho các bác xem. Đây là cái phần rác và phần mục của cái gỗ gõ này. Cái phần này, cái hàng này này các bác để ý giúp Nam này. Đây, đây, đấy, đây các bác nhìn này, đây, mục hết rồi, đây, mục mọt này, đấy, nếu mà khi mà làm những cái sản phẩm tư đối mà như tình trạng như thế này, mà mình không đục đi, không đục bỏ đi, thì rất dễ là sẽ sau này sử dụng nó sẽ bị mối mọt, ăn sâu vào cái bộ sản phẩm, thì cái đấy làm sẽ làm hỏng cái bộ tư đối mà các bác dùng, đấy, lưu ý giúp mình nhá, đây, quay gần lên một chút nữa đi, cho mình xem đây, đây là lỗ mọt rất là to đúng không, mọt rát này, rất là to luôn. Đấy các bác nhìn này. Đây ạ. Đây là phần rác. Đấy các bác nhìn chưa. Đấy bố gõ đây ạ. Đấy. Đây cũng vậy này. Đấy các bác nhìn chưa. Nếu không được quả đi này. Đấy. Đấy để lựa chọn nha những cái sản phẩm mà đảm bảo và tốt thì các bác cũng cần lưu ý giúp Nam là đối với những cái phần mọt phần rác như vậy lọc bỏ đi cái sản phẩm đấy. Các bác có thể thấy được đây là rất nhiều miếng chắp, kể cả gỗ hương đá và gỗ đỏ đều được lộng trước khi mà mình chắp lên những cái bộ sản phẩm cung thư đối. Thì đối với những miếng chắp này thì cũng có một cái điều các bác lưu ý là khi mà chắp vào các sản phẩm thì bên Nam sẽ thường hay là chọn ra những cái gỗ mà tương đối đồng màu đấy, để mình đưa gắn lên cái bộ sản phẩm đấy thì khi đục lên thì nó có sự truyền là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gỗ nó sẽ đồng màu hơn so với những cái hàng mà thân cung thư mà sáng mà mình chắp mình lại làm tối quá, à mình chắp mà nó màu nó tối quá thì khi đấy lên màu nó sẽ không được đẹp các bác nhá. Đây là một trong những lưu ý mà các bác cần quan tâm. Còn bên này là những cái hàng thân tai, đây thân tai cung thư. Thì các bác có thể thấy trên tay Nam đây đang cầm cái thân cái tai cung thư mà hàng gỗ hương đá các bác ạ. Đấy, còn bên trong này thì có những cái tai là hàng gỗ gõ, gỗ gụm cũng có. Đấy. Thì với các sản phẩm hiện tại Nam đang bán ra thị trường thì có rất nhiều mẫu mã đa dạng cho các bác tham khảo. Thì nếu mà các bác đi mua lựa chọn những cái bộ cung thư cô đối, các bác lưu ý giúp Nam thì ngoài cái chất gỗ thì nó còn về cái mẫu mã của chiếc cung thư nữa thì nó còn phù hợp với những cái bộ bàn thờ mà các bác đang sử dụng được. Hy vọng là video này sẽ giúp cho các bác tham khảo được một số mẫu mã cũng như là về cái biết được những cái về phần rác của chiếc cung thư như thế nào. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Nam.